khi bản danh sách các tuyển thủ quốc gia cho đợt tập trung tháng 8 vẫn còn chưa ráo mực, khi dân tình còn đang tò mò về những luồng gió mới lần đầu tiên lên tuyển thì đùng một cái, Liên đoàn bóng đá châu Á AFC thông báo hoãn các trận đấu vòng loại World Cup 2022. Vậy là với việc AFF Cup cũng đã bị rời lịch sang năm 2021 thì loạt kế hoạch của thầy Park những tháng cuối năm 2020 chính thức bị phá sản. Tuy vậy, Liên đoàn bóng đá Việt Nam và vị thuyền trưởng người Hàn vẫn chưa hết nhiệm vụ bởi vẫn còn nhiều thứ phải làm với đội trẻ. Mới đây, nhà cầm quân người Hàn Quốc đã công bố danh sách 48 tuyển thủ U22 Việt Nam trong đợt tập trung tháng 8 tại Hà Nội. Đây là đợt tập trung thứ hai của đội tuyển U22 Việt Nam, mục đích chính là rà soát lực lượng và thử nghiệm đội hình hướng tới mục tiêu bảo vệ thành công ngôi vô địch môn bóng đá nam tại đại hội thể thao lớn nhất khu vực SEA Games được tổ chức trên sân nhà vào năm sau. Trong số 48 tuyển thủ có hơn nửa đội hình được thầy Park giữ lại từ đợt tập trung đầu tiên hồi tháng trước. Đầu đó trong những cái tên vô cùng quen mặt với người hâm mộ như Bùi Hoàng Việt Anh, Nguyễn Văn Toản, Dũng Quang Nho, Trần Bảo Toàn, Hồng Sơn, Hai Long, Hữu Thắng, Danh Trung và Mạnh Dũng. Văn Toản đáng lẽ sẽ lên tuyển quốc gia nhưng vì đội hủy tập trung nên anh được điều chuyển xuống đội U22. Tương tự như anh còn có các trường hợp của Bùi Hoàng Việt Anh và Lý Công Hoàng Anh. Tuy vậy, đáng chú ý nhất trong danh sách này có thể kể đến cầu thủ gốc Pháp Tiêu Esan. Bạn tôi báo tin cho tôi còn tưởng đó là lời nói đùa. Khi xem danh sách ấy, tôi còn không dám tin mình được gọi lên tuyển thêm lần nữa, Esan ngại ngùng trả lời báo chí. Tiền vệ sinh năm 2000 thuộc biên chế của câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh, đội bóng gây ồn ào nhất suốt cả tháng vừa qua bởi mối quan hệ tan hợp giữa huấn luyện viên trưởng và ban lãnh đạo. Từng có màn ra mắt tương đối ấn tượng trong lần đầu tiên được gọi lên tuyển U22, chính anh là người có pha cắt bóng thành công, mở ra tình huống tấn công sau đó và Nguyễn Trung Thành là người kết liễu cuối cùng. Đồng thời danh sách của thầy Park cũng khiến người hâm mộ giật mình thon thót, kiểm dò hàng loạt những nhân tố mới, có thể kể tới hậu vệ Đặng Văn Tới, tiền vệ Lê Văn Xuân, tiền vệ Trần Văn Công, tiền vệ Đặng Văn Lắm, Nguyễn Trọng Long, tiền đạo Nhâm Mạnh Dũng, Lê Minh Bình và Mai Xuân Quyết. Trong một thay đổi phút chốc từ VFF mà lý do chính đến từ tình hình phức tạp của dịch bệnh thì đội tuyển U22 Việt Nam mới có sự điều chỉnh về nhân sự trước ngày tập trung. Theo đó, tiền vệ Nguyễn Văn Việt Sông Lam Nghệ An và hậu vệ Đoàn Anh Việt Đắk Lắk đã được huấn luyện viên Park Hang-seo lựa chọn thay thế cho tiền vệ Võ Văn Toàn Cần Thơ và hậu vệ Trần Ngọc Hiệp của Huế. Sự thay thế bất ngờ trong tình cảnh Văn Toàn và Ngọc Hiệp bị hạn chế đi lại do Covid-19, đây có thể là cơ hội không thể tốt hơn để bộ đôi tân binh Văn Việt và Anh Việt thể hiện khả năng của mình. Tính ra đây là đợt tập trung lớn nhất của các cấp độ quốc gia dưới thời ông thầy người Hàn. Trong lần đầu tiếp quản đội hồi cuối năm 2017, ông chỉ gọi lên 32 cái tên hoặc lần cơ cấu đội hồi năm 2019, quân số cao nhất được triệu tập là 37 người. Với 48 cầu thủ được triệu tập lần này, có thể hiểu đội tuyển đã sẵn sàng cho đợt thanh lọc mới sau những thành công vừa qua. Thêm nữa, một trong những lý do khiến con số nhân sự tăng đột biến chắc chắn rồi nằm ở việc V-League tạm hoãn, còn tuyển Việt Nam cũng hủy luôn lịch tập trung. Hai sự cố trùng hợp ấy khiến U22 trở thành sân chơi cấp độ đội tuyển duy nhất, đồng thời là cơ hội được các cầu thủ trẻ lẫn người hâm mộ ngóng trông nhiều nhất. Thầy Park cũng thảnh thơi để có thêm nhiều sự lựa chọn. Tính ra trong danh sách có tới 18 cái tên hiện đang chơi tại giải hạng nhất, có hai cầu thủ đang chơi ở giải hạng nhì, đó là Huỳnh Tiến Đạt Công an Nhân dân và Quan Văn Chuẩn câu lạc bộ Phú Thọ. Đến đây, cho mọi người cũng đã tự mình giải được câu hỏi tại sao Văn Hậu không có mặt. Cũng sinh năm 1999 như Bùi Hoàng Việt Anh, Lý Công Hoàng Anh, nhưng cái tên sáng giá và nổi tiếng nhất lại không xuất hiện. Quyết định không gọi Văn Hậu cũng đồng nghĩa với lần đầu tiên sau 2 năm, đội tuyển U22 không còn một gương mặt nào của lứa Thường Châu Tuyết Trắng lịch sử. Giải thích về sự vắng mặt của Hậu, một thành viên trong ban huấn luyện của đội chia sẻ rằng Văn Hậu có trình độ vượt trội và ông Park đã nắm quá rõ năng lực của anh. Hậu đã sát cánh của ông Park suốt 3 năm vừa qua là một trong những cầu thủ được ông rất tin tưởng. Đúng vậy, sau quãng thời gian gần 1 năm chui rèn thể lực và tư duy bên trời Tây, giờ đây Hậu sừng sững chẳng khác nào một cầu thủ ở Premier League với đôi chân cơ bắp, trông sắc nét hơn cả những cầu thủ châu Âu chính hiệu. Người hâm mộ Việt Nam không ít lần trầm trồ chứng kiến hậu vệ Việt Nam nổi bần bật giữa dàn cầu thủ của SC Heerenveen. Khi Hậu đã không còn là người của SC Heerenveen, cầu thủ 21 tuổi trở về, trình làng bộ mặt mới, đẳng cấp hơn, bùng nổ hơn khi trở lại V-League và đội tuyển quốc gia Việt Nam. Hơn nữa, trước khi sang châu Âu, Hậu từng liên tiếp tỏa sáng trong màu áo của tuyển U23, nghiễm nhiên là trụ cột của đội tuyển quốc gia, chỉ nhiều đấy thôi là cũng đủ chứng tỏ được khả năng và đẳng cấp của hậu vệ người Thái Bình. Vì thế, việc xỏ giày thi đấu với những cầu thủ ăn ngủ tập ở giải hạng 2 là điều không cần thiết vào lúc này. Còn nhớ cách đây không lâu, cựu huấn luyện viên Vũ Hồng Việt của Quảng Nam từng trả lời rằng theo tôi, Văn Hậu không cần thiết phải tập trung U22 Việt Nam trong giai đoạn tới. Cậu ấy khẳng định được mình ở tầm đội tuyển quốc gia. Do đó, thay vì chọn Văn Hậu,
ông Park có thể triệu tập cầu thủ ít được thi đấu hơn ở câu lạc bộ hay các đội tuyển quốc gia để rèn giũa bản thân. Đúng vậy, thầy Park và ban huấn luyện đã chỉ thị từ lâu là đợt tập trung lần này là rà soát lực lượng, kiểm tra phong độ, năng lực cầu thủ. Thay vì thử nghiệm hậu thì ông thầy người Hàn nên tập trung vào các cầu thủ trẻ chưa có cơ hội chứng tỏ mới là phương án tốt nhất. Hơn nữa vào lúc này, hậu vẫn đang phải chấp hành lệnh cách ly tại Cẩm Phả, Quảng Ninh kể từ ngày anh về nước từ châu Âu. Phải đến ngày 16 tháng 8 tới đây, anh mới chính thức hết thời gian cách ly và trở lại tập luyện cùng các đồng đội tại câu lạc bộ Hà Nội. Hậu sẽ lại xuất hiện trong màu áo tuyển quốc gia khi đội tuyển Việt Nam tái tập trung trở lại. Ngày 16 tháng 8 tới, đội tuyển U22 Việt Nam sẽ chính thức gia nhập Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam cho đợt tập luyện kéo dài trong vòng 10 ngày. Các thành viên của đội sẽ được kiểm tra y tế, lấy mẫu xét nghiệm RT-PCR, chẩn đoán COVID-19 cũng như đảm bảo các yêu cầu phòng chống dịch. Sau khi hoàn tất công tác y tế, chiều ngày 18 tháng 8, đội sẽ bước vào buổi tập đầu tiên tại sân Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam. Được biết, công tác chuẩn bị cơ sở vật chất đã hoàn tất để sẵn sàng đón tuyển U22 lên hội quân trong lần tập trung đợt 2 năm 2020. Hệ thống sân bãi tập luyện thường xuyên được chăm sóc bảo dưỡng nên luôn ở trạng thái tốt nhất để phục vụ thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo. Truy cập www.thethaohcm.vn để cập nhật thêm nhiều nội dung thú vị, đặc sắc.